Xin chào mọi người, tiếp tục diễn biến bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Sau khi đánh giết đám thiên tài của các cô giáo, nhóm người Thạch Hạo liền dùng thi thể của bọn họ làm một nồi lẩu, đánh chém một trận no bụng. Lam Nhất Trần thấy thực lực của Thạch Hạo mạnh mẽ nên tiết lộ tin tức liên quan đến một cái sao huyệt thần bí. Nghe đồn rằng đó là sao huyệt của hung thú cực kỳ mạnh, bên trong có vô số bảo vật, đổi lại thì bên trong cũng cực kỳ nguy hiểm, người tiến vào đều là chín chết một sống. Thạch Hạo không quan tâm tới nguy hiểm, chỉ cần nghe đến bảo vật là hết buồn ngủ. Bọn họ nhanh chóng lên đường. Nơi đặt chân tới là một khu rừng thần bí, linh khí dày đặc. Bọn họ đâu biết rằng mình đã bị một con quái vật để ý đến. Nó nhanh chóng lao ra ngoài tấn công. Con quái vật này có bộ dạng ốc sên khổng lồ. Thạch Hạo lựa chọn biện pháp bỏ chạy, ốc sên đuổi theo kịch liệt. Mọi người vô tình đi tới một con đường có rất nhiều ánh sáng. Ốc sên khổng lồ dường như sợ con đường nhỏ này nên không tiếp tục đuổi nữa mà quay xe rời đi. Con đường đột nhiên di chuyển và tự động đưa mọi người tiến về phía trước, đồng thời còn dẫn họ đến nơi có bảo vật là rất nhiều linh quả là bán thần quả thủ. Linh khí nơi này nồng đậm đến mức hóa thành nhiều luồng ánh sáng. Chỉ cần tiếp xúc với làn ánh sáng, cơ thể liền sảng khoái khiến bọn họ muốn lập tức ngồi xuống bế quan ngộ đạo. Thạch Hạo vẫn như cũ đề phòng, còn khuyên mọi người không được chủ quan, cậu cảm nhận được nơi này có sát ý. Cậu kiểm tra bằng cách hái thử một quả xuống, mọi thứ sau đó vẫn bình thường. Tưởng là lần này phát tài rồi, ai ngờ chưa kịp để cho mọi người được tận hưởng niềm vui sướng thì lại giật mình hoảng hốt. Vì ở gần đó có hẳn một núi xương cốt, rất nhiều thi thể đã bị ngã xuống đây, trong số người thiệt mạng còn có cả thiên thần. Chậm rãi tiến lại thăm dò, bọn họ bị một con côn trùng nhỏ bay tới tấn công. Lam Nhất Trần dễ dàng tiêu diệt nó, cảm thấy nơi này quá quỷ dị. Tên thanh niên đi theo khuyên mọi người mau chóng rời đi, nhưng đã quá muộn rồi. Một làn khói màu đen đột nhiên xuất hiện rồi ngưng tụ ra một bóng ảnh quỷ dị. Móng tay sắc nhọn, hắn ta nhanh chóng xông lên tấn công. Chỉ với một đòn, tên này đã bị đánh tan tành. Tưởng là mọi chuyện dễ dàng, nhưng không, cơ thể kẻ địch giống như làn khói. Sau khi bị đánh tan liền nhanh chóng ngưng tụ lại, dù bị kiếm đâm thì vẫn không sao. Chỉ tới khi sử dụng ra đạo hỏa thì mới khiến hắn ta bị trọng thương. Thần hỏa là đạo pháp bản nguyên, nhưng bọn họ lại tu hành chưa tới nơi tới chốn. Cứ tiếp tục tiêu hao như thế này thì chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức. Đột nhiên xung quanh lại hiện ra thêm nhiều thân ảnh quỷ dị. Đối phó với một tên đã khó khăn rồi, giờ lại có cả đống tên hiện ra ngoài. Thạch Hạo nhắc nhở mọi người kết trận tự vệ, còn mình thì sẽ chiến đấu. Cậu từng nhìn đọc qua cốt thư nên đoán rằng đám này là quỷ ma thần, bọn chúng sợ nhất là khí tức cường mãnh. Thạch Hạo liên tục vung trường thương đánh tan xác kẻ địch, những người khác thế vậy cũng làm theo. Tuy đám này sẽ bị tiêu diệt, nhưng số lượng lại quá đông, lần lượt từng người đều bị bọn chúng cào xé để lại vết thương. Nhận thấy thực lực Thạch Hạo cường hãn, bọn chúng lập tức thay đổi chiến thuật, là hợp sức tất cả lại thành một thân ảnh khổng lồ, rồi sáng một cú tát xuống dưới, dư chấn đánh bay đám người lạc đạo và Lam Nhất Trần. Thạch Hạo bay lên trên tấn công trực diện, nhưng công kích lại bị ngăn cản. Đánh cận chiến không được, Thạch Hạo sử dụng ra bảo thuật chu tước. Sử dụng ngọn lửa của chu tước đốt lên cho tên kia thành tro bụi. Cơ thể khổng lồ tan biến để lộ ra một con côn trùng. Hóa ra kẻ chủ mưu chính là con vật này. Động tĩnh vừa rồi tạo ra quá lớn nên nhanh chóng thu hút một bầy quái vật đi tới. Bọn chúng bay vòng quanh. Những sinh vật này là hắc thần trùng, phần lớn sinh trưởng trên linh quả mà Thạch Hạo đã hái xuống. Đối mặt với sự tấn công như vũ bão, mọi người cố gắng phản kháng. Thạch Hạo cũng triệu hồi ra một đống lửa khổng lồ đánh xuống dưới, sau đó tạo ra một kết giới bao bọc xung quanh. Kế tiếp là sử dụng nước bên trong lò tạo ra một cơn mưa. Được biết rằng loại nước này có khả năng ăn mòn cực kỳ mạnh. Đám côn trùng bị dính nước lập tức ngã lăn xuống đất. Thạch Hạo muốn thừa dịp này thu thập linh quả. Cậu lấy ra túi càn khôn để thu thập. Những người khác cũng đồng loạt ra tay hỗ trợ. Hành động cướp đi bảo vật này làm cho đám côn trùng cực kỳ phẫn nộ. Tên cầm đầu bọn chúng nhanh chóng đi ra ngoài. Bộ răng của nó vô cùng to lớn, thực lực đã đạt tới cảnh giới thiên thần. Biết đánh không lại, Thạch Hạo lập tức hô hào mọi người bỏ chạy. Cậu bay đi tới trước mở đường. Lam Nhất Trần ở phía sau phóng công kích làm chậm đám quái vật. Bốn người vừa đánh vừa lùi. Sau nhiều khó khăn vất vả thì mọi người cũng chạy tới được nơi an toàn. Bản nãy ba người Lam Nhất Trần bị cào xé vào người, vết thương đã bị nhiễm độc. Rất may là linh quả lại có tác dụng giải độc, thế là cậu lấy hết linh quả trong túi ra ngoài để cùng nhau thưởng thức. Bên trong bí cảnh này còn có rất nhiều bảo vật khác, không muốn đi thăm dò một chuyến nên chủ động tách ra thăm dò. Tại một nơi khác, Thạch Nghị cũng tiến vào trong tiên cổ. Thấy hắn lẻ loi một mình, vài tên cường giả đang mai phục lập tức lao ra ngoài, định giết người cướp của.
quá xui xẻo cho bọn chúng là hôm nay đã chọn nhầm đối thủ rồi. Thạch Nghị chỉ cần lướt qua một cái đã tiêu diệt hết những tên chặn đường. Sức mạnh của hắn cũng quá khủng khiếp rồi. Một tên thuộc hạ hốt hoảng chạy tới bái kiến Lục Quan Vương, ra tay trấn áp Thạch Hậu. Tên Lục Quan Vương này có chiến lực vô cùng mạnh, trên tay lại nắm giữ một món bảo vật khủng khiếp là chuỗi Hàn Lục Đạo Chí Tôn. Hắn ta cũng để ý tới Thạch Hậu từ lâu, cảm thấy cậu đáng để hắn đích thân động thủ. Thế là Lục Quan Vương lập tức thi triển pháp thuật, ngưng tụ ra một cái phân thân để truy sát Thạch Hậu. Thạch Hậu sẽ đối mặt với những kẻ địch như thế nào? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem tập tiếp theo nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!